Cek, masih gaul gak? Cô chọn cái nào nhỏ gọn nó mới gấp nổi chứ bự quá sao gấp nổi. Khang ơi chụp hình không Khang? Dạ ba cái lần. Hả? Cái gì? Ba cái lần chụp hình không? Cô cho cái gì kìa, cô cho con này, xin cô kìa, cảm ơn cô. Nguyên bộ catalog phải không? Cô dán lên con má con đi. Con cái này là em rửa tay rồi nó ra rồi. Giống như xăm vậy đó. Dán thử không? Thôi dán như cô kìa. Ở trên tay cô đó. Mà hình như chị dán cho. Đánh rau đưa. Bây giờ bà coi kìa, đưa cái hình kìa. À. Cái bông miễn phí. Em vô đó em hỏi ta đấy. Cô đưa lên nè. Cảm ơn.
huy hiệu. Hả? À. Hiệu hiệu huy hiệu của quận này con, mỗi quận con xin một cái huy hiệu đi. Kìa kìa, cô đưa cái catalog kìa con. Cái thông tin của quận đó con. Mỗi một quận có cái huy hiệu khác nhau đó. Mỗi quận có huy hiệu khác nhau đó. Kìa, kéo thử không? Dạ. Em kéo. Chị quay nhỉ? Ê, chị Kiều, mấy đứa kia đâu? Này con cặp kéo ra thời gian đừng có thả ra đi xung tay đâu. Vui tiền rồi. Không có tên, chỉ con chỉ cầm kéo thử thôi. Kéo thử là biết cái lực là cỡ nào thôi. Người ta đâu lắp cung tên vô chi. Nhưng mà nếu mà để cái cung tên lên con cái này người tay cầm đó. Đó thì chỗ phải cái vệt đen đen đó à. Cái dấu đen đó ở. Ừ. Có tên thiệt nhắm kéo nổi không? Có tên thiệt có nhắm bắn nổi không? Không, tên thiệt nó không dám bắn. Cảm ơn cô. Hôm nay giàu huy hiệu luôn. Huy hiệu mỗi một quận là một cái huy hiệu á. Sưu tầm huy hiệu. Khang Khang có khu vực trải nghiệm rồi Khang. Trải nghiệm giống nãy không? À con ngồi đi. Thôi chị ơi, chị đi xuống cái để xích cái đầu đi. Quay qua lại. Ủa cái gì vậy? Không có gì đâu kìa. Mà thấy cái gì vậy? Thấy gì kể ba nghe coi. Ở trên cái cáp treo. Cáp treo à? Tự nhiên. Không có tay vịn. Giống như tàu hả? Ta không có la mà cái ông kia ông la. Thank you.
Thôi sổ cái áo ra đi. Bay quá. Ồ. Nhiều con không thích cái con mực đó. Cũng sao không thích được, cái này tượng thôi à. Cái này tượng thôi. Không tượng được. Không có, cái này là mô phỏng hay là con giống thịt cho con thiệt. Giống giống thiệt quá ha. Con không có thèm mà con gái cũng đau phơi khô. À. Còn đây là gọi cá lạnh. Giống quá. Mùa rê. Ê, được phật tay cho chị con. Kamegi. Còn đây là xà phòng được làm từ cá thu đao. À, xà phòng là chiết xuất từ cá thu đao. Nhìn mấy con này thấy ướt. Cái này là sản phẩm của thành phố này nè, thấy không? Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Nghe mình cười. Làm cua à? Làm con gì? Cái này là thành phố biển rồi, cái này quận biển rồi nha. Các bạn nổi luôn. Giang hai tay ra, giang tay ra. À, tôm. Nè hả? Mình không quay được. Gì? Ồ, cái này con chồng vô luôn á, thành là con cua đó. Sao có ba cái vậy? Ừ. Ủa, có cái chiên kìa, có cái chiên kìa, lại gõ chiên kìa. Đợi cho âm thanh nó vang hết rồi mới gõ tiếp. Từ từ. Cái cọng lên mạnh lên, nhưng mà nhìn cỡ ba lần mạnh lên chứ, có cái nón này lạ lạ kìa, cái nón nó để giờ làm gì? Nhỏ lắm con ơi. Thành phố Kim Chuôn. Em thử.
cái này là trải nghiệm ở chỗ ngay tại thành phố đó luôn á. Thấy gì khen? Đứng yên, đứng yên, đứng yên vòng con, đứng yên đi. Tôi hy vọng có chừng ngã rớt cái điện thoại ra đó. Lớn nha. Cắm đầu vợ con rớt rớt coi chừng rớt cái đó của cô à. cô bay cho mẹ đó con mẹ. Cảm ơn cô. Biết gì đâu mà nhân cô sẽ rớt rớt cái điện thoại ra là ở ngoài cô sợ rớt ra. Ở dưới này em sao sao coi con lấy đi con lấy hình ảnh đi, hình ảnh lưu niệm á. Lấy mọi thứ tắm đi, lấy mọi thứ một tắm đi. Tắm bậc thang con, tắm ruộng người ta ruộng lúa đó. Lấy giùm ba tắm đi. Ừ. Con thích tắm nào? Cái tắm hình cái này nè. Cái này nè. Em bé đẹp đó. Ừ, rồi được rồi. Cái này là người ta cái hình lưu niệm của mỗi một cái thành phố á. Vậy treo lên một cái tấm màn là nó lưu niệm nhiều thành phố lắm á. Để cho bán nhà mình như vậy lần đầu tiên lên đây mà cũng nhau.
mấy đằng kia người ta đang diễn tả đám cưới kìa. Nó chạm á, đừng cho nó chạm phải không? Chạm là nó hú. Ghi tên ba vô, số điện thoại ba đó. Ơi. Nó chạm là nó hú. Làm cái đậu cái gì? Thank you.